dạ dạ. Chúng em. Rồi rồi, chắc giữ em đi, chắc giữ em đi. Ồ, hôn em vậy đó hả? Hôn em nữa. Ây da da. Hi. Hay quá, chắc giữ em sao đâu. Chắc giữ em đi, giùm em. Jack nè, Harry and Louis. Ờ, chắc cho em vậy đó hả? Chắc anh hai giỏi. Ô, anh hai giỏi, giỏi em giỏi như nhẹ thôi, giỏi như nhẹ thôi. Ờ, giờ nữa, em khóc kìa. Ờ, trời, anh hai giỏi á. Một mình. Chứ có làm gì đó hả? Ok, rồi. Anh hai lăn sang đó kìa. Anh đang sang đầu dưới đó hả? Ok, làm kế em hả? Anh đang sang đó rồi. ngoan ha. À, rồi, làm kế em gì đó hả? Dõi em đi. Dõi em. Nhẹ thôi. Rồi, ba anh em chơi với nhau đi nha. Louis đạp Harry. Ôi da 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 da. Té, đừng đạp em nha. Ôi. Giỏi em. Em nhìn con kìa. Ôi. Xin chào các bạn, bữa hôm nay mình lại tiếp tục mua đồ chơi cho con mình nữa các bạn ơi. À, các bạn thấy là bé Jack nó thích chơi nước các bạn. À, mình có một cái hồ bơi để cho bé Jack bơi mà bé Jack không bơi. Bây giờ trời hơi nắng cho nên mình sẽ đẩy cái dù hướng kia để mình che nắng cho bé Jack của mình nha. À, hướng đó các bạn ơi, nhìn nè. Hai phải đó các bạn, tưới cây bé Jack thích chơi nước kìa. Bây giờ cho Jack chơi nước nha, để đó con. Ồ, tưới cây gì đó hả? Tưới như kia kìa. À, mỗi một ngày cho ra nắng chút xíu để có vitamin. Buổi sáng sớm thì nắng nó cũng không có quá là nóng các bạn, trưa 12 giờ thì trời nóng. Sáng sớm mình cho đi gà chơi để mà có không khí trong lành một xíu, chứ ở trong nhà nguyên ngày cũng không tốt các bạn ha. Bye bye. Từ từ đừng chạy. Chắc đi tới cây nha các bạn ơi. Chắc có nguyên một công viên nước ở đây luôn các bạn ơi. Đó, chắc đi tới cây nè. Rồi con đi tới cây phải không? Đi từ từ thôi nha. Wow, giỏi quá, đi tới cây luôn. Giỏi quá. Từ từ thôi. Hết nước rồi, múc nước thêm đi. Rồi, cái từ từ thôi nha. Trời ghét rồi, đổ nước rồi. Rồi, đi, té đó nha, từ từ thôi. Nguyên một cái sân của Jack luôn. Hai. Từ từ, thôi đứng chạy, té. Nè, tôi mỏi đây nè. Nè, ở đây ha. Rồi. Rồi, tới cái đó. Té đó nha, từ từ thôi. Giỏi. Chim kêu quá trời kìa. Chim. Nè. Hứng nước. Xong chưa.
Các bạn nhìn lông mi của đứa chắc nè, đẹp trai quá, dài, lông mi dài quá, lông mi dài luôn. Đột phá cho ngành nail, Lee K là sản phẩm Pedicure 4 Step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Lee K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết.